Hello, xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của Honda Hồng Đức nha. Thì ngày hôm nay chúng tiếp tục lên video này để cập nhật cho các bạn về cái mẫu xe Winix V3 2022 nha bạn. Và đặc biệt hơn nữa là ngày hôm nay là tại cửa hàng Honda Hồng Đức 10 ở Bình Chí là vừa mới về thêm một con xe Winix V3 màu độ mới, hoàn toàn mới luôn nha bạn. Thì lần này Chí sẽ quay chi tiết cận cảnh cái màu sơn độ mới này và cũng như là báo giá trong tháng 3 và cập nhật chương trình khuyến mãi và hỗ trợ 0% trả góp lãi suất đối với hồng xe Winix V3 này nha. Thì mời các bạn mình cùng xem xe chi tiết nha các bạn. Thì như trước mặt của các bạn đây đó chính là mẫu xe Winix V3 2022 nha các bạn. Thì ngày hôm nay thì dòng xe này thì bên Chí vừa độ thêm một cái màu mới nữa trên dòng xe Winix V3 phiên bản đặc biệt có phanh ABS nha các bạn. Thì Chí sẽ giới thiệu sơ lược về cái mẫu này nha bạn. Thì cái mẫu này là nó hoàn toàn khác lạ hơn so với cái phiên bản tiêu chuẩn của Honda. Thì như các bạn mình cũng đã biết đó, hàng phiên bản của Honda thì nó chỉ có phiên bản tiêu chuẩn, phiên bản đặc biệt và phiên bản thể thao. Và đặc biệt hơn nữa là cái hàng màu đỏ này á thì nó sẽ có trên cái phần phiên bản tiêu chuẩn và phiên bản thể thao, không có trên phiên bản đặc biệt nha các bạn. Thì ngày hôm nay là bên Chí vừa đặt lại độ thêm một cái con đỏ đen trắng này trên phiên bản đặc biệt để cho khách hàng mình có thể sử dụng màu cái màu đỏ này trên phiên bản đặc biệt nha bạn. Thì chi tiết tổng thể về cái dòng xe Winix V3 này á, cái màu độ mới này á thì nó sử dụng cái tông màu chủ đạo đó là màu đen với màu đỏ nha bạn. Thì nó được thiết kế những cái thêm những cái bộ tem là trông đẹp mắt và nó ấn tượng hơn nhiều so với phiên bản đặc biệt. Thì nó chỉ có tem Winix ở phần thân xe ở phía sau dập nổi trên thân xe thôi. Thì đối với phiên bản này á, bên Chí là đặt độ thêm những cái dàn tem nữa bạn, như các bạn mình nhìn thấy đây đó là tem Winix 150 cũng như là logo Honda cánh chim á các bạn, là nó được phun sơn luôn nha các bạn, là không phải là cái này là không phải tem dán nha. Thì dòng xe Winix V3 này á hiện tại nó đang có giá là cực kỳ là rẻ rồi bạn. Thì sau Tết thì giá nó cũng tương đối là ổn định và cũng như là giá là vừa tầm mua đối với khách hàng khi mà mình muốn mua sử dụng dòng xe Winix V3 này. Và đặc biệt hơn nữa thì trong tháng 3 này thì bên Chí đang có chương trình hỗ trợ cho khách hàng khi mình xem qua kênh của Honda Hồng Đức, mình có đăng ký mua xe Winix này sẽ được hỗ trợ giảm giá là lên tới là 500.000 nữa nha các bạn. Thì ví dụ như các bạn mình đang xem kênh của Hết Honda Hồng Đức như là cái video này đi, mình có dự định mình muốn mua dòng xe Winix V3 này á, thì mình hãy comment ở bên dưới và tên và cũng như là bốn số cuối điện thoại của các bạn, và khi comment xong thì các bạn hãy gọi cho Chí qua số điện thoại là 0939839746 để Chí xác nhận và cập nhật lại thông tin của các bạn. Khi mà mình có ghe cửa hàng mình mua xe sẽ được hỗ trợ giảm giá là lên tới là 500.000, thêm 500.000 nữa nha các bạn trên cái dòng xe Winix V3 này. Và đặc biệt là cái màu sơn độ này thì bên mình cũng còn rất là hiếm. Và cũng như là mới độ các bạn, là số lượng độ thì nó sẽ rất là ít. Thì những bạn nào thích những cái màu tem mới này á, thì hãy để lại bình luận hoặc comment ở bên dưới để Chí sẽ tư vấn cho tất cả các bạn nha. Và đặc biệt hơn nữa thì trong tháng này á, thì giá hàng Winix V3 thì đang có chương trình hỗ trợ cho khách hàng cực kỳ là mềm và rẻ luôn nha các bạn. Thì hiện tại nay thì giá hàng xe Winix V3 đối với phiên bản tiêu chuẩn thì giá nó chỉ từ là 44.090.000, là sau khi hỗ trợ cho khách hàng khi mình có xem qua kênh của Hết Honda Hồng Đức, mình có đăng ký là giảm được thêm 500.000 nữa nha bạn. Còn như trước mặt của bạn đây là chính là phiên bản đặc biệt. Thì phiên bản đặc biệt này thì nó đang có giá là chỉ từ là 47.990.000 thôi các bạn. Thì phiên bản đặc biệt này á thì giá gốc của nó là 49.490.000. Khi khách hàng mình mua xe mới đó, mình sẽ được hỗ trợ giảm giá được 1.000.000 nha. Và dưới mình có đăng ký xem qua mua hàng qua kênh của Facebook thì sẽ được hỗ trợ giảm giá thêm 500.000 nữa các bạn. Thì giá sau cùng nó chỉ đối với phiên bản đặc biệt thì giá nó chỉ còn lại là 47.990.000 thôi các bạn. Thì sẵn đây Chí xin nói về đôi chút về cái màu sơn độ này nha các bạn. Thì cái màu sơn độ này á, thì nó sử dụng hai cái tông màu là màu đỏ, màu đen và pha một chút đó là cái tem màu trắng, là tem này là tem phun sơn hoàn toàn luôn nha các bạn, là không phải là tem dán nha. Thì chất lượng màu sơn nó cực kỳ tốt và được bảo hành màu sơn là lên tới là 3 năm hoặc là 30.000 km nha các bạn. Khi mình sở hữu những cái màu sơn độ này là mình sẽ sở hữu được cái sự chất lượng và uy tín từ cửa hàng, và cũng như là sự khác biệt khi khách hàng mình muốn mua những cái dòng xe Winix V3 này mà nó khác lạ hơn so với những cái người đã mua trước nha các bạn.
Và hiện tại nay thì chương trình khuyến mãi dành cho hàng Winix V3 này trong tháng 3 này tại Head Honda Hồng Đức 10 ở Bình Chí đang có rất là nhiều chương trình, là khi khách hàng mua xe mình được tặng thêm cái gói quà tặng trị giá 1 triệu đồng nữa các bạn, là gồm một cái nón bảo hiểm chính hãng của Honda, một cái áo thun, 2 lít xăng, 6 lần thay nhớt giảm giá được 50%, móc khóa để VIP nữa nha các bạn. Và đặc biệt hơn nữa là những bạn nào muốn mua xe trả góp qua hình thức trả góp thì bên mình đang có hỗ trợ là khách hàng là góp được 0% lãi suất. Sẵn đây chỉ có sẵn một cái bảng tính trả góp để cho các hàng mình cùng tham khảo nha. Ví dụ như mình tính chiếc xe này luôn nha các bạn, thì giá xe sau khi mình được hỗ trợ là đăng ký mua hàng qua kênh của Honda Hồng Đức, qua kênh Facebook, qua kênh Zalo nha, thì giá còn lại là 47.990.000, mình trả trước chỉ từ là 10% các bạn, là tương đương với 5 triệu đồng nha, là mình còn vay lại là 42.990.000, mình góp trong vòng 6 tháng mỗi tháng mình chỉ cần thanh toán là 7.180.000, và 9 tháng mỗi tháng mình chỉ cần thanh toán là 4.792.000 các bạn. Và đặc biệt hơn nữa thì mình trả trước 10% thì thời hạn tối thiểu là tới 9 tháng là sẽ không hoàn toàn không có lãi suất và không có phí bảo hiểm luôn nha các bạn. Còn những bạn nào mà mình muốn kéo dài kỳ hạn ra thì mình có thể trả trước lên là 20%, 30%, 40%, thì cái kỳ hạn nó sẽ kéo dài ra cho các bạn. Còn thì cái phần 0% lãi suất này là bên mình sẽ và bên ngân hàng công ty tài chính sẽ không có ép phí bảo hiểm cho tất cả các bạn nha. Thì nếu mà mình chọn cái mốc mà bảo hiểm bắt buộc hoặc là tự nguyện, tùy theo khách hàng mình muốn chọn cái mốc nào thôi, và tùy theo số tiền của khách hàng mình muốn trả trước là bao nhiêu để mình chọn cái gói cho phù hợp cho các bạn nha. Và hiện tại nay thì ngoài cái mẫu màu sơn xe độ như màu đỏ đen trắng này ra thì bên mình còn rất là nhiều mẫu màu sơn độ mới để cho khách hàng mình thể là tham quan và lựa chọn nữa nha các bạn. Như các bạn mình hãy đi xem trong showroom luôn, thì đây là cái mẫu ngày hôm trước chị cũng đã có quay cho các bạn mình xem rồi ha, như là màu vàng đen trắng này bạn, và cũng như là màu trắng xanh. Thì nói chung là bên mình luôn cập nhật lại những cái màu sơn độ mới cho khách hàng để mình có thể là lựa chọn được nhiều màu sắc hơn khi mình đến cửa hàng Honda Hồng Đức 10 nha. Thì những bạn nào đang quan tâm hoặc là có nhu cầu cần mua xe dòng xe Winix này thì hãy để lại số điện thoại hoặc comment ở bên dưới, Chí sẽ tư vấn cho các bạn để chọn được một cái dòng xe, mẫu xe mà mình ưng ý với giá cả là hợp lý nhất và cũng như là nhiều chương trình khuyến mãi nhất đây nha các bạn. Và sẵn đây là Chí xin nói thêm một cái chương trình dành cho khách hàng khi mà mình mua dòng xe Winix V3 này á, là mình sẽ được tham gia vào cái chương trình là Liên minh Winix. Khi mình mua xe Winix này á, mình sẽ được tham gia chương trình là Winner của Honda và được tham gia vào câu lạc bộ của Honda Hồng Đức. Khi khách hàng mình có giới thiệu người thân bạn bè mình đến mua xe thì đối với tham gia Liên minh Winner sẽ được chiêu hồng lên tới là 300.000 cho người giới thiệu. Và khi mà mình đã tham gia vào câu lạc bộ của Honda Hồng Đức, câu lạc bộ Winner các bạn, mình là đăng ký thành viên như là cộng tác viên có giới thiệu mua xe Winix này sẽ được chiêu hồng là lên tới 1 triệu đồng đấy nha các bạn. Thì rất là nhiều chương trình hấp dẫn dành cho khách hàng khi mình mua xe tại hệ thống Head Honda Hồng Đức. Thì những bạn nào đang ở gần cửa hàng Head Honda Hồng Đức 10 hãy đến cửa hàng để mình xem xe trực tiếp và để chiêm ngưỡng những cái mẫu sơn xe độ mới này. Cũng như là cần tư vấn gì thêm cứ để lại số điện thoại ở bên dưới là 0939 839 746, Chí sẽ tư vấn cho tất cả các bạn. Và Chí xin nhắc lại là những bạn nào mình muốn mua xe qua được giảm giá qua kênh Facebook á, qua kênh YouTube á, thì hãy để lại comment ở bên dưới là tên, 4 số cuối điện thoại và sau đó gọi điện trực tiếp cho Chí để Chí xác nhận và lập cái danh sách để mình lần sau quay lại đây mua xe sẽ được hỗ trợ giảm giá nha các bạn. Thì số điện thoại của Chí là 0939 839 746. Thì vòng video của Chí đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo ạ.